thì động lực nghề nghiệp của một người chịu ảnh hưởng rất nhiều từ cha mẹ và gia đình của họ. Hoặc là ngược lại hẳn với cha mẹ và gia đình của họ, tùy vào những trải nghiệm sống từ nhỏ đến lớn. Và làm thế nào thì mình có thể xác định được giá trị nghề nghiệp của bản thân mình? Giá trị rất là trừu tượng. Và cái điều quan trọng là mình nên gọi tên được nó càng sớm càng tốt. Và chúng ta đang nói về giá trị nghề nghiệp theo cái cách hiểu, đó là động lực để giúp cho chúng ta theo học và làm việc và tồn tại phát triển trong một ngành nghề nào đó lâu dài. Và ở đây khi mà mình nói về động lực nghề nghiệp thì sẽ dễ hiểu cho các bạn trẻ hơn. Và giá trị nghề nghiệp nó là một cái cách hiểu khác, tức là tôi theo đuổi những cái giá trị nào khi tôi quyết định bước chân vào ngành nghề này, làm trong lĩnh vực này, hay tôi chọn công ty này so thay vì tôi đi vào công ty kia. Đây là một khái niệm trừu tượng nhưng nó không có khó gọi tên lắm đâu. Có điều là mình phải cẩn trọng khi mình sử dụng nó. Giá trị nghề nghiệp hay động lực nghề nghiệp, chúng ta sử dụng nó trong quyết định nghề nghiệp sau khi chúng ta đã tìm hiểu rất rõ về sở thích, năng lực học tập, khả năng, tìm hiểu hết những cái đó rồi. Thì cái yếu tố cá tính nó sẽ là yếu tố giúp cho ta chọn đội ngũ và công ty ta làm cùng. Vậy thì cái giá trị nghề nghiệp hay cái động lực nghề nghiệp nó là cái yếu tố cuối cùng. Chúng ta phải hiểu tất cả những yếu tố kia rồi chúng ta mới dùng cái yếu tố cuối cùng này để quyết định là ta sẽ bước chân vào lĩnh vực hành nghề nào. Và ta sẽ phát triển và ở lâu như thế nào. Và khi ta hiểu được cái động lực nghề nghiệp của mình thì ta sẽ rất là ít khi tự trách bản thân, vì mình biết được vì sao mình ra quyết định này. Trong cũng kênh tài nguyên của Sông An mà các bạn có thể vào, thì các bạn hãy vào cái phần trách nhiệm. Các bạn sẽ thấy ở cái rễ trách nhiệm nghề nghiệp, cái rễ giá trị nghề nghiệp, các bạn sẽ thấy những cái trách nhiệm ở đó. Và cũng trong trang kênh tài nguyên Sông An thì có giới thiệu một số bài về công cụ Indigo. Nó là một công cụ cần phải trả phí để sử dụng, nhưng bạn hoàn toàn có thể đọc những bài viết về công cụ đó để hiểu được cái 6 động lực nghề nghiệp theo công cụ đó. Và 6 động lực nghề nghiệp này nó rất là dễ hiểu. Ví dụ ha, những người bạn trẻ mà họ có cái giá trị về thực tiễn, động lực nghề nghiệp về thực tiễn, thì họ rất là coi trọng việc là em muốn kiếm tiền nhiều lắm Phoenix. Em muốn kiếm tiền càng nhanh, càng nhiều, càng tốt. Và em thích có vị trí, em thích được gọi ở những vị trí quản lý, em thích như vậy. Và hoàn toàn nó không có một cái sự dán nhãn hay đóng khung rằng là tiền là xấu là tốt không. Cái động lực nghề nghiệp nó giúp cho mình gọi tên và mình hiểu đó là lý do tại sao mà mình bị thu hút bởi tất cả những cái gì nó liên quan tới đầu tư hay những cái quyết định về kinh tế vân vân. Sẽ có những bạn trẻ họ hoàn toàn có những cái họ đi theo cái động lực nghề nghiệp, họ gọi là aesthetic, nhà duy mỹ. Thì cái động lực này nó thú vị lắm, là những người bạn này họ chọn làm việc trong những lĩnh vực hoặc là những cái tổ chức mà nó phải đẹp. Đẹp ở đây không chỉ đẹp bên ngoài đâu, mà nó phải có cái sự hài hòa và đẹp giữa người và thiên nhiên. Có khi các bạn theo những công việc hoàn toàn để bảo vệ môi trường, có khi các bạn lại chọn vào những ngành mà thiết kế hay là mỹ thuật, có khi các bạn lại đi làm ở những cái nơi mà nó sẽ giúp cho người khác đẹp. Thì bạn rất là coi trọng cái động lực nghề nghiệp là duy mỹ. Và khi bạn lấy đó là động lực ưu tiên của bạn thì những cái quyết định nghề nghiệp của bạn sẽ chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi động lực đó. Một động lực khác đó là về xã hội. Thì có những người bạn trẻ mà họ biết từ rất sớm là tôi không thấy tiền quan trọng, nhưng tôi rất thích làm việc mà tôi thấy được sự đóng góp của tôi cho xã hội này. Và cái sự đóng góp đó tôi thấy được nó có ảnh hưởng đến người khác ngay lập tức, thì cái giá trị, cái động lực nghề nghiệp đó nó sẽ ảnh hưởng người bạn trẻ khi mà họ chọn nơi để làm và họ chọn công ty để làm, hoặc là họ chọn một đội ngũ để làm chung trong những cái lĩnh vực mà họ thấy tôi đang đóng góp rất là nhiều.
Thì cái động lực nghề nghiệp này nó không hề khó. Nó trừu tượng nhưng mình có thể gọi tên và hiểu. Và nếu như mà ngồi nhìn lại thì động lực nghề nghiệp của một người chịu ảnh hưởng rất nhiều từ cha mẹ và gia đình của họ. Hoặc là ngược lại hẳn với cha mẹ và gia đình của họ, tùy vào những trải nghiệm sống từ nhỏ đến lớn. Thì trong một cái khoảng thời gian ngắn mình rất là khó để mình gọi tên hết, nhưng mà các bạn cứ thử đi tìm hiểu và đọc để thấy là rất là thú vị. Nhưng đây nó, các bạn Phoenix hay nói với lại thầy cô và cha mẹ là hãy để cái yếu tố này cuối cùng trong cái hành trình tìm hiểu. Vì nếu đưa nó lên đầu thì nó rất là dễ gây loạn, nó làm cho các bạn hoang mang lắm. Nên nó nên là cái yếu tố cuối cùng. Khi đã hiểu hết về bản thân mình, từ cái sở thích, năng lực học tập đến khả năng, rồi hẳn bắt đầu chạm đến cá tính và động lực nghề nghiệp và giá trị. Vâng. Và em cũng có nhận được một số câu hỏi, ví dụ như là còn các bạn là muốn bước chân vào ngành giáo dục hoặc là những ngành xã hội có liên quan, mà các bạn cũng chưa hiểu được là cái giá trị nghề nghiệp của các bạn nằm ở của cải vật chất hay là nằm ở sự phát triển cá nhân và sự đóng góp cho xã hội. Vậy thì ngay từ khi chọn ngành ở bậc đại học thì các bạn có thể tìm hiểu về những cái giá trị nghề nghiệp đấy như thế nào? Đó là lý do tại sao mà mình nói rằng nó phải là yếu tố cuối cùng. Vì nếu như rất khi mình nghe, đúng không các bạn, mình rất dễ hiểu lầm, mình rất dễ vỏ đoán là nếu tôi muốn đóng góp cho xã hội, thì tôi không đi vào những cái ngành kiếm tiền nhiều như là tài chính được. Nhưng nó hoàn toàn không đúng. Hoặc là tôi muốn kiếm tiền thì tôi không vào trong những ngành trong dịch vụ xã hội như là tâm lý hay giáo dục được. Nó cũng không đúng, nó không hề đúng. Tại vì ngay bên trong cái lĩnh vực tài chính đi, có rất là nhiều vị trí và công ty họ đi vào hướng là tôi đang làm những cái dự án này để phục vụ cho xã hội. Có những cái dự án đầu tư mà là dự án để đầu tư cho cộng đồng. Có những rất nhiều NGO, NPO, ví dụ như Ngân hàng Châu Á đi, đúng không? Quỹ Ngân hàng Châu Á. Thì khi mà bạn học về tài chính và bạn học về kinh doanh, bạn hoàn toàn vẫn làm được ở những vị trí, ở những tổ chức. World Bank chẳng hạn, mình đã gặp rất là nhiều bạn trẻ Việt Nam đang làm cho những tổ chức như vậy. Và họ nói em thích lắm vì em đóng góp. Và số lương nó không bằng ở những cái tổ chức tư nhân khác, những ngân hàng khác, nhưng nó vẫn ổn cho em. Không có nghĩa rằng là khi đi vào những ngành đó thì tôi không làm được, tôi không theo được những cái động lực và động lực nghề nghiệp này. Hoặc là bên trong giáo dục chẳng hạn, trong ngành giáo dục nha, mình vẫn thấy được là sẽ có những vị trí và những tổ chức, ví dụ như du học chẳng hạn, các anh chị bên du học vẫn đầu tư và kiếm được tiền và thu nhập tốt mà. Hoặc là bên tiếng Anh, đúng không? Hoặc là rất là nhiều, chứ đâu phải là cứ giáo dục là sẽ nghèo hơn đâu, đúng không nè? Cho nên khi mà mình dùng cái động lực nghề nghiệp hay là mình đi xác định giá trị nghề nghiệp rồi mình lấy đó để mình chọn ngành học thì nó không có ổn. Tại vì ở trong bất cứ một lĩnh vực nào đều có chỗ đứng cho mình cả. Cho nên khi mà mình chọn ngành học và mình chọn cái nghề nghiệp mình làm thì mình vẫn phải quay về tôi có thực sự thích và có năng khiếu để làm nó tốt và phát triển trong nó hay không. Khi tôi có được một chỗ đứng như vậy rồi thì tôi sẽ tìm ra được những nơi phù hợp hoàn toàn với động lực nghề nghiệp của tôi. Ví dụ như lấy câu chuyện cá nhân của Phoenix đi ha, thì khi mà Phoenix chọn làm công việc trong lĩnh vực phát triển nghề nghiệp, tham vấn hướng nghiệp đi ha, thì Phoenix hoàn toàn có thể chọn ở một vị trí mà lương có thể là ngưỡng cao, rất cao và rất ổn định cho mình và gia đình. Hoặc là Phoenix có thể chọn ở một vị trí mà chỉ vừa đủ để những chi tiêu và phải cần sự hỗ trợ từ ông xã để làm được những điều mình thích. Nhưng cả hai cái vị trí này nó đều trong cái lĩnh vực. Và chọn được của Phoenix tùy vào lúc là khi tôi làm mẹ và tôi phải đóng góp rất nhiều gia đình, tôi chọn ở đây. Nhưng khi tôi ổn hơn thì tôi chọn ở đây. Và nó tùy rất nhiều. Nhưng về sở thích và năng lực học tập và khả năng thì nó không có đổi. Cho nên trong hướng nghiệp rất cẩn thận, đừng có đi lấy cái giá trị đầu tiên để làm cái phễu lọc cho một chọn lựa nghề nghiệp.
vì nó rất là dễ bị hiểu lầm, dễ vỏ đoán, có nhiều cái giả định không đúng.